Liên minh châu Âu-EU đã chính thức khởi động tiến trình đàm phán với Ukraine và Moldova về vấn đề gia nhập khối. Đây là bước đầu tiên trong chặng đường dài để hai quốc gia này trở thành thành viên chính thức của EU. Cuộc họp liên chính phủ giữa EU và phái đoàn Moldova do Thủ tướng Dorin Risin dẫn đầu tại Luxembourg, tiếp sau cuộc họp liên chính phủ tương tự giữa EU với phái đoàn Ukraine. Phát biểu trước các cuộc họp, đại diện các bên đều khẳng định sự kiện này có ý nghĩa lịch sử, dù thừa nhận đây chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường rất dài có thể kéo dài nhiều năm. Theo đó, cả Ukraine và Moldova sẽ không chỉ phải vượt qua các rào cản về kỹ thuật và luật pháp, mà còn cả chính trị để có thể chính thức trở thành thành viên của EU. Theo quy định, các quốc gia ứng cử viên cần có sự chấp thuận của toàn bộ 27 thành viên EU để mở và kết thúc từng bước đàm phán. Đáng chú ý, EU cùng ngày đã gia hạn quyền được ở lại trong khối của người tị nạn Ukraine thêm một năm đến tháng 3 năm 2026. Theo đó, người tị nạn Ukraine sẽ có quyền lợi cơ bản như cư trú, tiếp cận thị trường lao động và nhà ở, hỗ trợ y tế, phúc lợi xã hội và giáo dục ở EU. Hiện đang có khoảng 4,2 triệu người Ukraine đăng ký tị nạn khắp EU. Truyền thông châu Âu mới đây dẫn các nguồn tin cho biết các liên minh chính trị tại Nghị viện châu Âu đã nhất trí về đề cử các vị lãnh đạo chủ chốt của Liên minh châu Âu-EU nhiệm kỳ mới. Trong đó, bà Ursula von der Leyen dự kiến tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC, cơ quan điều hành của EU. Bên cạnh vị trí Chủ tịch EC, lãnh đạo các nhóm chính trị cũng lựa chọn cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu, trong khi Thủ tướng đương nhiệm của Estonia Kaja Kallas làm đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại. Những đề cử nhân sự trên đã được nhóm lãnh đạo 6 nước gồm Hy Lạp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hà Lan và cũng là đại diện cho 3 liên minh chính trị chiếm đa số tại Nghị viện châu Âu khóa mới nhất trí. Dự kiến vấn đề nhân sự cũng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU khai mạc vào ngày 26 tháng 6. Theo kế hoạch, những đề cử trên sẽ được thông qua tại Nghị viện châu Âu khóa mới, dự kiến nhóm họp phiên toàn thể đầu tiên vào tháng 7. Mới đây, Nga đã chỉ trích làn sóng trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu-EU nhằm vào nước này, gọi đây là hành động bất hợp pháp, đồng thời cảnh báo những hành động không thân thiện của phương Tây sẽ gặp phải phản ứng cần thiết từ Moscow. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, nước này đã mở rộng đáng kể danh sách những người bị cấm nhập cảnh Nga nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi EU thông qua gói trừng phạt thứ 14 nhằm vào hoạt động xuất khẩu khí đốt của Nga. Gói trừng phạt bao gồm lệnh cấm các công ty xuất khẩu khí đốt của Nga sử dụng các cảng trong EU để vận chuyển hàng tới nước thứ ba, cùng lệnh trừng phạt nhằm vào 116 cá nhân và tổ chức, cũng như các biện pháp ngăn chặn các hành động lách luật trừng phạt. Gói trừng phạt mới sẽ có thời gian chuyển tiếp 9 tháng trước khi chính thức có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên EU ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga, nhưng chỉ áp dụng đối với các đơn hàng có điểm đến ngoài EU. Một số nước trong khối vẫn được tiếp tục mua mặt hàng này của Nga.